khi mà đến với cái thử thách đầu tiên này thì em nghĩ là chúng ta nên nghĩ ra một cái tên cho gia đình mình, cho đội của mình, để thể hiện được cái tinh thần, cái nguồn năng lượng. Đầu tiên xin mời hai chàng trai bên đây ạ, anh Nam Cường và Long Hồ. Nhìn nó có vẻ chân chất hồ ha, những chàng trai áo vải. Đúng rồi. Đội Nâu Sòng. Vâng ạ, một tràng pháo tay dành cho đội Nâu Sòng. Còn bên đây chúng ta đã nghĩ được cái tên gì chưa ạ? Người ta nói về trang phục đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ mình cũng phải nói về trang phục. Ở đây tự nhiên người ta lại rất là đồng đều với nhau như thế này. Thì bây giờ mình đặt tên Jean. Em muốn nghĩ sao nghĩ? Jean, một chữ Jean thôi. Jean là vải Jean, nhưng mà em muốn nghĩ là sao nghĩ đúng không? Đúng. Vâng ạ, chúng ta dành một tràng pháo tay cho đội Jean. Và ngay bây giờ, luật chơi vòng 1 như sau. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả là 7 câu hỏi. Trước khi mà chúng ta đến với câu hỏi của bạn sẽ nói là bắt đầu. Khi mà em nói bắt đầu cái là bốn người chơi đứng tại vị trí. Mình để vô tư thế quay vòi vòi giống vậy. Mình quay 5 vòng cái trống mặt chơi. Quay ai quay xong trước 5 vòng. Leo lên thú nhúng. Nhúng thật nhanh bên kia để giành quyền bấm chuông. Ai bấm chuông trước được lắng nghe câu hỏi và trả lời. Một câu trả lời chính xác mang về cho đội mình 10 điểm. Mọi người sẵn sàng để khởi động chưa ạ? Vào vị trí. Câu đầu tiên. Bắt đầu. Quay. Quay đi. Quay nhanh lên. Ai quay nhanh hơn thì mình phóng qua đây nè. Nhúng đi. Bảo. Trời ơi. Qua. Qua. À. Bảo trước rồi. Bảo trước rồi. Câu đầu tiên. Trong bài hát Nhỏ ơi, một bài rất là nổi tiếng. Tình cờ gặp nhỏ vào thời điểm nào? Tình cờ ta gặp nhỏ trong nắng chiều ban mai. Đáp án sẽ là nắng chiều. Nắng chiều ban. Và nắng chiều ban mai. Đáp án sẽ là nắng chiều ban mai. Đó là đáp án chính xác. Chúc mừng. Hay quá. 10 điểm đầu tiên cho đội của mình. Câu thứ hai. 3, 2, 1. Quay. Quay. Quay nhanh đi. Ai quay nhanh thì đi trước. Tốc độ rất nhanh. Nai đâu rồi? Nai đâu rồi? Nai đây nè. Câu hỏi dành cho anh như sau. Người mẹ tên gà đang bế con gà tên mèo. Hỏi có tất cả bao nhiêu chân? 40 chân. Giải thích. Người mẹ tên gà là bà mẹ thôi. Có mấy chân? Có 2 chân. 2 chân. Và bế? Bế. À, bế con gà tên mẹ. Con gà cũng có 2 chân chứ mấy. Và tổng cộng là 4 chân. 4 chân. Chính xác. Chúc mừng. Có điểm, có điểm. Và xin được chúc mừng 10 điểm dành cho đội anh Nam Cường. Câu thứ 3 bắt đầu. Quay. Anh Hồ quay nhanh lên anh Lâm Hồ ơi. Trời ơi, chị búng mạnh lên, nhúng mạnh lên, nhúng lên. Và bây giờ câu hỏi dành cho Nguyên Bảo. Giò me Nghệ An có nguyên liệu chính là thịt con vật nào? Thịt bò. Thịt bò, chốt chưa? Trả lời đại chốt luôn. Trả lời đại chốt. Và thịt bò, chính xác. Chúc mừng. Chúc mừng đội của Nguyên Bảo không được 10 điểm cho đội của mình. Hay quá bà. Hay quá, chị giỏi quá. Câu tiếp theo. Gợi ý một câu đố chữ. 3, 2, 1, quay. Quay. Quay đi. Nhúng mạnh lên anh. Anh bật mạnh lên. Bật mạnh. Câu hỏi dành cho anh như sau. Và đây là một câu đố chữ anh nha. Trái gì không thực tế? Không thực tế. Trái mơ. Đúng rồi. Trái mơ là đáp án chính xác. Chúc mừng. Cái mơ, mơ là mơ mộng đó, mơ thực tế đó, ảo tưởng đó. Ok, hợp lý. Hợp lý không ạ? Hợp lý. Câu tiếp theo. 3, 2, 1, quay. Nhảy đi, đúng rồi. Đè đi, đè. Cơ hội thuộc về anh Cường nữa rồi. Điền vào chỗ trống, chuyện người thì sáng, chuyện mình thì chấm. Chuyện mình thì tối, đúng rồi. Chuyện người thì sáng, chuyện mình thì tối. Đó là đáp án không chính xác. Rất tiếc. Còn cơ hội trả lời được một câu đi chị. Mọi người đang chờ đợi. Em dám trả lời đúng không? Đây nè, gợi ý nè. Chuyện người thì sáng, chuyện mình thì chấm. Sáng. Chuyện mình thì sáng. Và đó là đáp án không chính xác. Đáp án nè. Chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quán. Vòng quay thứ 6 bắt đầu. Quay nào. Đua nào. Đua nào. Cố lên nào. Mạnh mẽ lên. Cái gì vậy? Chuột gì màu trắng? Chuột bạch. Chính xác. Chúc mừng. Quá đơn giản để có điểm. Câu cuối cùng trong vòng 1. 3, 2, 1. Quay. Quay đi. Quay đi. Chạy đi. Nhúng đi. Mạnh lên. Thẳng dân lên. Búng mạnh lên. Chị Phương. Chị Phương. Rồi lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Bị kéo lên. Một cơ hội để chị làm rạng danh đội của mình nè. Phần dạ dày của con gà được gọi là gì? Mê.
mê. Và đó là đáp án đúng. Chúc mừng. Và ngay bây giờ chúng ta đã kết thúc 7 câu hỏi đầu tiên. Xin được chúc mừng cả hai đội. Mỗi đội mang về cho đội mình 3 câu trả lời chính xác tương ứng với 30 điểm. Nghe ta chơi đồng đều nha. Và vẫn bất phân thắng bại ở trong vòng đầu tiên. Và thông báo với mọi người là nãy giờ chúng ta mới chơi khởi động thôi, chúng ta chưa chơi vận động. À, nãy giờ chúng ta tập trung nhiều về kiến thức, về trí tuệ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khởi động một lần nữa, nóng người hơn nữa để cùng đến với vòng thi thứ hai siêu vận động với tên gọi Thách Thức.